Chào mừng các bạn trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình nấu sữa bắp nha. Đây là món giải khát thanh mát cho những ngày nóng bức nè. Cái sữa bắp này người ta bán ngoài hàng cũng rất là nhiều, nhưng mà nếu có thời gian thì các bạn sẽ tự nấu thì nó sẽ an toàn hơn, đảm bảo vệ sinh hơn. Thì bạn nào quan tâm xin mời cùng vào bếp với mình nha. Để nấu sữa bắp thì mình cũng chuẩn bị đây là 3 trái bắp vàng, là bắp Mỹ các bạn, và thêm một trái bắp nếp. Mình thêm trái bắp nếp là để cho tạo cho cái nước sữa nó sẽ có cái độ sánh hơn. Và để chọn bắp mà để nấu sữa thì mình sẽ lựa bắp nó hơi già một tí, nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tách hạt cái phần bắp này. Do là mình nấu số lượng ít đó, nên mình sẽ tách hạt, thì cái lượng bắp hạt của mình thu được nó sẽ nhiều hơn là mình sẽ dùng dao mà gọt. Nếu mà các bạn cũng có thể dùng dao mà gọt cũng được. Còn nếu mà theo mình thấy thì tách như vậy thì cái lượng bắp mình thu được nhiều hơn. Nếu các bạn không thích tách như thế này thì mình dùng dao mình gọt giống như mà để nấu chè bắp á cũng được, không sao, tại vì trước sau thì mình cũng phải xay nữa. Tách hạt cái phần bắp xong, cái phần cùi thì các bạn giữ lại nha, tí nữa mình sẽ nấu nước. Nó cùi này nó sẽ nấu ra được nước ngọt và nó có mùi thơm nữa. Cái phần bắp này mình đã tách hạt xong rồi nè, giờ mình sẽ lấy cái phần cùi mình đi đi nấu nước, rồi tí nữa mình cân lại xem cái phần hạt này mình thu được bao nhiêu. Mình cho nước vào nồi khoảng chừng hơn 1 lít, một chút nữa mình sẽ lấy 1 lít, thì giờ mình nấu khoảng 1 lít rưỡi tới 2 lít cũng được. Cho vào một ít lá dứa để cho nó thơm. Mình sẽ cho vào cái phần cái lá bắp non á, cái vỏ bắp chứ. Cái vỏ bắp non á mà mình rửa sạch rồi, mình cho vào nấu để lấy mùi thơm luôn. Phần cùi mình cho vào hết luôn. Cái phần này mình nấu khoảng chừng 25 tới 30 phút là được các bạn. Mình quên nữa, mình sẽ cho cái phần rau bắp. Phần rau bắp mình cũng có giữ lại nè. Cái phần này nó vừa thơm mà nó rất là mát luôn các bạn. Cái phần rau bắp á, người ta hay dùng cái rau bắp để người ta nấu nước mát á, nên mình đừng có bỏ nha. Mình nấu phần này khoảng chừng 25 tới 30 phút là mình tắt lửa, mình để nguội, mình vẫn đậy nắp như vậy đó. Các bạn có thể mình đi xay cái phần này nha, các bạn có thể lược qua rây, nhưng mà mình thấy là cho vào cái túi vải á, cái túi mà để lược nước cốt dừa thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ xay cái lượng bắp mà nãy mình thu được á, là 1 kg, mình cân mình tách hạt rồi á, là 1 kg, thì mình sẽ xay với nửa lít nước. Do cái cối mình nhỏ nên mình có thể là mình chia cho thành nhiều lần. Mình 1 kg bắp hạt này mình xay với nửa lít nước, và một tí nữa là mình sẽ nấu với nửa lít, với 1 lít nước mà mình nấu cái phần cùi bắp và rau bắp á, là tính tổng cộng là 1 kg bắp hạt này mình sẽ nấu với 1,5 lít nước đó các bạn. Thank you.
xay cái phần bắp này xong thì mình sẽ dắt cái này để lấy nước. Các bạn dắt kỹ cái phần này để lấy hết cái phần nước của cái phần bắp xay nha. Thì mình cũng dắt một lần thôi, mình không có làm qua nhiều lần, tại vì mình xay cũng rất là nhuyễn rồi. Đây là cái phần sữa, phần bắp xay mình vắt lấy nước rồi nè. Giờ mà các bạn sẽ để đây một chút xíu để cho nó lắng cái phần tinh bột bắp xuống dưới. Cái nồi nước mà cùi bắp và rau bắp mình nấu cũng đã được 25 phút, mình sẽ tắt lửa và để nguội, vẫn để nắp bình thường. Và mình sẽ đem đi lọc lấy 1 lít nước. Mình cho cái phần bắp xay mình vắt nước nè, mình cho vào đây. Và các bạn nhớ chừa lại cái phần tinh bột ở giữa phần cuối nha. Mình không cho vô hết. Mình chừa lại cái phần này, mình sẽ nấu dễ hơn. Mà các bạn cho vào luôn á thì nó nấu rất là dễ bị xích ở dưới đáy nồi. Mình phần này mình sẽ cho vào sau. Và các bạn sẽ nấu với lửa thật là nhỏ luôn nha. Phần này hơi quan trọng, nếu mà các bạn nấu lửa lớn á, nó rất là dễ bị bồng con. Nó là gọi là kết tủa đó các bạn, ở dưới quê thì người ta kêu là bồng con. Mình nấu với lửa nhỏ và khuấy thường xuyên. Và mình cho vào đây khoảng 80g đường. Mình dùng đường này là đường phèn nha các bạn. Và cái độ ngọt này là mình không thích ngọt lắm, độ ngọt vừa phải. Nếu các bạn thích ngọt nhiều á thì các bạn có thể cho thêm 100g. Và các bạn nhớ là luôn luôn nấu với lửa nhỏ nha, và khuấy thường xuyên. Và cũng khuấy nhẹ tay thôi nha các bạn. Khi mà mình nấu được khoảng 15 tới 20 phút rồi á, cái phần tinh bột mình chừa lại lúc nãy nè, mình sẽ múc cái phần sữa ở trong nồi mình đang nấu, mình cho để mình khuấy cho nó tan ra, rồi mình cho vào nồi mình nấu luôn. Mình cho vào lúc sau này thì mình sẽ dễ nấu hơn. Nếu mà cho vào từ đầu á mà mình khuấy không kỹ rất là dễ bị xích. Cái phần này á là mình nấu từ đầu tới cuối khoảng chừng 25 đến 30 phút. Khoảng 15 đến 20 phút rồi mình mới cho phần tinh bột này vô. Và luôn luôn cũng nấu với lửa nhỏ. Đối với sữa đậu nành và sữa đậu xanh thì cũng rất là dễ nấu. Sữa này cũng rất dễ nấu luôn, nhưng mà lưu ý một chỗ là mình nấu lửa nhỏ. Nếu mà nấu lửa lớn á nó rất là dễ bị kết tủa. Nó bị kết tủa thì nó sẽ bị giống như là nó tách nước. Thì các bạn để bảo quản á, nó sẽ lắng xuống, nhìn giống như là một phần cặn và một phần nước kia đó. Và uống nó cũng không ngon. Cái phần này rất là dễ bị nha các bạn, nên các bạn cũng cẩn thận chỗ này. Và nếu lỡ mà nó có bị tách nước á, thì có một mẹo nhỏ để các bạn chữa á, là mình sẽ dùng một ít bột năng hoặc là bột bắp mình pha loãng ra, rồi mình cho vào đây mình nấu cho chín cái phần bột thì nó sẽ đỡ. Phần sữa bắp này mình nấu cũng đã được gần 30 phút và nó cũng đã chín rồi nè. Và mình tắt lửa và cho cái phần sữa đặc vào. Với mà lượng này mình sẽ cho 100g sữa đặc. Mình thấy là nên tắt lửa xong mới cho sữa đặc vào. Cho sữa đặc vào mình khuấy đều lên là coi như là món sữa bắp của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Và để cho cái hương vị nó đậm đà hơn á, thì mình sẽ cho vào đây là khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Nhưng mà các bạn nên nhớ là để cho nó nguội khoảng 5-10 phút rồi mới cho muối vào nha. Mình đừng cho muối vào trong lúc cái phần sữa này còn nóng. Nó cũng rất là dễ bị tách nước. Vậy là mình đã chia sẻ xong với anh chị các bạn cách nấu sữa bắp. Vào những ngày hè nóng nực nè, mà trong tủ lạnh lại có một ly sữa bắp mát lạnh thì còn gì bằng, phải không các bạn? Hôm nào có thời gian các bạn cứ nấu thử theo cách của mình nha. Nhớ cho mình xin ý kiến ở phần bình luận. Nếu thích nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.